Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Bốn Bánh Auto. Và hôm nay em sẽ tiếp tục là một video báo giá cho các bác về một số dòng xe 7 chỗ đang có tại Mạnh Ô Tô. Các bác nào đang xem thì có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em để trên màn hình 0978 807 858 hoặc 0971 076 888. Đầu tiên là một con Everest đời 2007 form mới. Nhưng con này bạn em báo luôn là nó có một tí lỗi ở rằng đầu, nên nó có cái giá đấy. Còn con đẹp kia em đang báo là màu đen, đang báo là 285 triệu, con này 265 triệu. Không rằng nên không ảnh hưởng đến máy móc hoặc là keo chỉ cả, hoặc là đi phần bên trong cả, nhưng mà nó vẫn là xe lỗi thì nó sẽ rẻ hơn một chút. Đó, 2007 sẽ đi vào phần nội thất cho bác một chút, màu phấn hồng các bác nhé. Phần hồng, phần lỗ thất đây. Trong xưởng nó hơi tối một chút. Các bác nào muốn video chi tiết hơn thì có thể liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo. Em sẽ gửi ảnh chi tiết cho các bác, nó sẽ sáng hơn. Rất là nhiều xe trong xưởng nên là không tiện đánh ra thì rất là lâu. Quay luôn cho các bác, báo giá chủ yếu là báo giá cho các bác. Đây lỗ thất đây. Con này là 2007 phòng mới, biển 23A3277, máy khá là êm. Một chiếc xe máy dầu, con này em đánh giá máy rất là êm. Đó, 265 triệu. Tiếp theo là một con Kia Carens đời 2011, biển 20A16840. Con này có chạy hơi nhiều một chút các bác nhé, có dịch vụ gia đình, màu vàng cát, cũng màu vàng cát, bản 2.0 số sàn. Con này máy nguyên chạy ra dịch gia đình này cũng chạy cũng không nhiều mấy, gần 20 vạn thôi. Máy nguyên, keo chỉ nguyên, có giá là 225 triệu, bao rút hồ sơ. Đây là tổng thành xe đây, màu vàng cát, phần đèn rất là sáng luôn. Mà cả lăng này phù hợp bác nào thích đời cao, 7 chỗ đời cao mà tầm tiền hơn 200 triệu thì lấy chiếc xe này. Tầm tiền này em đang còn mua hai con Captiva nữa. Hai con Captiva đời 2007-08 nữa, khoảng hơn 200 triệu một chút thôi. Thì tí em sẽ quay luôn cho các bác. Và hôm nay em báo giá xe tầm tiền từ 165 triệu 7 chỗ. Thì em sẽ báo giá hết cho các bác. Còn một con Innova 211 màu đen nữa, Innova G211 màu đen, biển 36 đang về, khoảng hơn 300 triệu một chút. Hoặc là một con Chevrolet Vivan 7 chỗ màu đen đời 2008 có giá 165 triệu. Hai con đang không có tại salon. Và một con Everest phấn hồng 2009 đang dọn nữa. Thì em báo giá luôn cho các bác, các bác nào mà đang xem video mà thấy có nhu cầu thì có thể liên hệ cho em. Vivan và Innova đang không có tại salon. Tiếp theo là một con Everest đời 2007, biển 21A08357, con này màu đen cùng form với con phấn hồng bên kia em vừa giới thiệu. Nhưng con này nó không lỗi và xe rất là đẹp luôn. Con này có giá 285 triệu bao rút hồ sơ. Và năm trước thì con này là khoảng 301. Nhưng mà sang năm nay thì nó mất một đời, nó sẽ khoảng 285 triệu bao hồ sơ. Đó. Tổng thành xe đây. Máy dầu, máy đèn này. Tất cả các xe này em đều làm video rồi các bác nhé. Các bác là muốn xem chi tiết hơn thì có thể vào kênh hoặc là inbox cho em sẽ gửi ảnh video chi tiết cho các bác. Đây là video báo giá nên em chỉ báo giá cho các bác thôi, tổng thành báo giá thôi. Đây. Rất là đẹp luôn, tắp lô tắp ly, vô lăng cửa số, 285 triệu. Đặc biệt là 75 chỗ em về rất là nhiều, tầm tiền từ 120 triệu cho đến 500 triệu. Bạn nào thích quan tâm thì có thể alo cho em báo giá cho các bác, báo giá chi tiết cho các bác để các bác có thể tham khảo.
tiếp theo quay trở lại video em sẽ báo giá tiếp theo là một con Innova bản Z biển 30 đời 2008. Con này có giá 223 triệu, bao rút hồ sơ. Con này biển Hà Nội và đặc biệt nó là bản Z chưa lưng, không dịch với taxi một ngày nào cả, xe tư nhân luôn, màu trắng, phù hợp với bác nào mà thích dòng Toyota mà tầm tiền nó cũng vừa phải, gia đình 7 chỗ thì có thể lựa chọn chiếc xe này rất là hợp lý đây. Đây là loa xe 7 chỗ màu trắng, con này rất là trẻ, đi rất là trẻ trung. Không khoan đục nha, không dịch vụ taxi các anh nhé, chưa lưng, màu trắng, 223 triệu, 2008, đi hoàn toàn yên tâm trên đường, nó không dịch vụ taxi nữa các bác, hoàn toàn yên tâm. Tiếp theo là một con Everest bản số tự động đời 2009, con này có giá 410 triệu, báo rút hồ sơ cho các bác, 410 triệu, báo rút hồ sơ, máy dầu bản số tự động 2009 form mới. Đây phần máy này, quay luôn tiện lên quay phần máy cho các bác, hoàn toàn máy rất là chất, đèn đây không lỗ nhỏ, mau đây. Chín số tự động 410 triệu, bao nhiêu hồ sơ, bác nào quan tâm thì có thể alo cho em. Máy dầu còn mới, thật đây, vô lăng phủ số bản số tự động số thẳng, máy dầu điều chỉnh khóa cửa rất là sướng, rất là đẹp luôn. Con 209 như này nó đang dọn phần hỏng và phần hồng, bác nào quan tâm thì alo cho em gửi cho các bác chi tiết cho các bác. Còn hai con em còn hai con Captivan nữa ở đây, còn một con nữa anh em đang đi, một con này màu vàng cát các bác nhé, Captivan màu vàng cát 2008 biển 37 máy xăng. Hôm nay đang có cái salon là 235 triệu, đang rút hồ sơ. Con này được cái là form dáng rất là đẹp, 7 chỗ rộng rãi, form dáng đẹp, đi gia đình rất là hợp lý vì nó đẹp mà nó thể thao, rộng rãi, gầm cao luôn, nó phù hợp với bác nào thích gia đình trẻ trung. Đó, phần đèn đây, phần đèn sau là một con Lando đời 2017 số tự động. Đây là nội thất của con Captivan, có hai con này là con 208, con kia con 207 màu bạc biển Hà Nội. Anh em đang đi thì chưa có ở đây, em có đăng video đấy, thì bác nào quan tâm thì có thể alo cho em sẽ gửi link video cho các bác xem luôn. Đó. Thật đấy, rất là sáng và đẹp, form dáng thể thao rộng rãi. Bạn nào quan tâm thể liên hệ cho em qua số điện thoại 0978 807 888, 0971 076 888, em sẽ tư vấn chi tiết cho các bác. Cuối cùng là một con Everest 2009 bản hai cầu, con này có giá là 410 triệu, rút hồ sơ, bản máy dầu các bác nhá. 2009 con như này nó là bản hai cầu phấn hồng, bên kia là bản số tự động, nó bằng giá nhau luôn. Ai nào đang có nhu cầu thì có thể alo và số điện thoại em để trên màn hình, hoặc Zalo, Facebook sẽ tư vấn chi tiết cho các bác. Trên đây là một video giới thiệu về một loạt xe 7 chỗ tầm tiền từ 165 triệu cho đến 500 triệu, và rất nhiều xe 4 chỗ. Các bác nào có nhu cầu quan tâm thì có thể alo trực tiếp qua số điện thoại cho em. Em xin kết thúc video tại đây.
xin chào các bác, hẹn các bác các video tiếp theo. Xin chào các bạn.